Bài tập ôn cuối năm. A. Phần đại số. 1. Thực hiện các phép tính. A. 9/6 nhân 2 1/2 trừ mở ngoặc 2 x 125 trừ 1 5/12 đóng ngoặc chia 1/4. B. 5/18 trừ 1,456 chia 7/25 cộng 4/5 nhân 4/5. C. Mở ngoặc 1/2 cộng 0,8 trừ 1 1/3 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2,3 cộng 4 7/25 trừ 1,28 đóng ngoặc. D. Mở ngoặc trừ 5 đóng ngoặc nhân 12 chia mở móc vuông mở ngoặc tròn trừ 1/4 đóng ngoặc tròn cộng 1/2 chia mở ngoặc trừ 2 đóng ngoặc đóng móc vuông cộng 1 1/3. 2. Với giá trị nào của x thì ta có A. Trị tuyệt đối của x cộng x bằng 0. B. X cộng trị tuyệt đối của x bằng 2x. 3. Từ tỷ lệ thức A trên B bằng C trên D với A khác C, B khác cộng trừ D. Hãy rút ra tỷ lệ thức A cộng C trên A trừ C bằng B cộng D trên B trừ D. 4. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỷ lệ với 2, 5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỷ lệ thuận với vốn đầu tư. 5. Cho hàm số y bằng trừ 2x cộng 1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không? A. 0 1/3. B. 1/2 - 2. C. 1/6 0. 6. Biết rằng đồ thị của hàm số y bằng ax đi qua điểm m trừ 2 và trừ 3. Hãy tìm A. 7. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học tiểu học ở một số vùng của nước ta. Ở đồng bằng sông Cửu Long là 87,81, ở Tây Nguyên 92,29, Bắc Trung Bộ 96,97, Đông Bắc 90,35, đồng bằng sông Hồng 98,76. Hãy cho biết A. Tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học tiểu học. B. Vùng nào có tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất, thấp nhất? 8. Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa, tính theo tạ trên 1 hecta. Kết quả được tạm xếp như sau. Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ trên 1 hecta. Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ trên 1 hecta. Có 10 thửa đạt năng suất 38 tạ trên 1 hecta. Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ trên 1 hecta. Có 20 thửa đạt năng suất 34 tạ trên 1 hecta. Có 15 thửa đạt năng suất 36 tạ trên 1 hecta. Có 10 thửa đạt năng suất 40 tạ trên 1 hecta. Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ trên 1 hecta. A. Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy lập bảng tần số. B. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. C. Tìm mốt của dấu hiệu. D. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. 9. Tính giá trị của biểu thức 2,7c bình phương trừ 3,5c lần lượt là c bằng 0,7, 2/3 và 1 1/6. 10. Cho các đa thức A bằng x bình phương trừ 2x trừ y bình phương cộng 3y trừ 1. B bằng trừ 2x bình phương cộng 3y bình phương trừ 5x cộng y cộng 3. C bằng 3x bình phương trừ 2xy cộng 7y bình phương trừ 3x
trừ 5y trừ 6. Tính A. A cộng B trừ C. B. A trừ B cộng C. C. Trừ A cộng B cộng C. 11. Tìm x biết A. Mở ngoặc 2x trừ 3 đóng ngoặc trừ mở ngoặc x trừ 5 đóng ngoặc bằng mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc trừ mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc. B. 2 mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc trừ 5 mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc bằng trừ 10. 12. Tìm hệ số A của đa thức P x bằng A x bình phương cộng 5x trừ 3. Biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1 phần 2. 13. A. Tìm nghiệm của đa thức B của x bằng 3 trừ 2x. B. Hỏi đa thức Q của x bằng x bình phương cộng 2 có nghiệm hay không, vì sao?